Unfortunately, sweetheart, you were born without a brain like Joe Biden. Các bạn thì mấy đứa nhỏ đó các bạn thấy không, đúng là nó bầu cho ông Joe Biden rất là mất dạy luôn, phải không? Nhỏ xíu à, mình to lớn như vậy mà đứng ngoài này người ta đâu làm gì nữa đâu, mà các bạn thấy không, bây giờ chúng ta giữa cho mọi người, các bạn thấy không, bị mấy nhỏ Mỹ nó cũng chửi lại thôi. Cái bà Mỹ kia bà nói, ủa tụi tao đứng ngoài này đâu phải đứng sai quốc chứ đâu phải là ngay chỗ cái tiệm của mày đâu, trong tiệm mày đâu. Thì đây nè, nó nói cảnh sát là không được đứng đây, nó cái này là sai quốc, các bạn thấy ngay chỗ đây là sai quốc nha, nó nói là nè đây nè, nó đang đứng trong mét cảnh sát ở trong đó là nó chỉ ra ngoài này các bạn, nhưng mà tại vì cái này là sai quốc, không sai quốc không có làm gì được đó, sai quốc mà mình không có làm gì được đó các bạn. Khi nào mà mình bước vô tiệm hoặc là mình bước vô cái thềm của nó, cái thềm chắn chắn dưới các bạn nè đó, khi nào mà bước cái thềm nó có hai lần các bạn thấy không, nếu mà bước vô đó thì không được, cái đó là đó tôi đi nói tổng này là ở ngoài sai quốc, cái này là sai quốc cho nên nó không làm gì đó. Nó chỉ ra đi ra ngoài đường á các bạn thấy không, cái tiệm này nè các bạn, tiệm ở đây nè để cho các bạn coi nè đó. Ok, mình nói cho các bạn biết thôi là khi nào mà mình đứng trong ngay chỗ cái lần này thì ok, còn mình đứng ở ngoài sai quốc là không ai, nó nói với cảnh sát á, là kêu đuổi mình, cảnh sát đang là kêu nó I don't think so. Let's see, That's why the minister can do nothing about it. If you stay, but right here, I don't think so. Thank you.
Các bạn ơi, vui không các bạn? Thì có một người đã đang đọc cái tin tức thì nói good news cho Trâm thì quá là vui luôn. Stop!
luôn. Biết cái gì biết gì với chơi được đó. And we're not gonna take it anymore, right? Okay, các bạn ơi, tại vì ở trong cái chủ trong này nó lại nó cầm lên cảnh sát nó đang thì cảnh sát lại nói cho mình biết đây. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi, có nhiều thằng cảnh sát nó cũng mà chớm lắm, nhưng mà thằng này ok. Nó nói cho mình biết là giống như mình đừng có step in cái lằn đó thôi, cái lằn tiệm của nó thôi. Để mình record cho các bạn xem. I don't understand one thing. Let's say something. I came from Vietnam, this communist country. Right? But I don't know where I come from, by the way. Right? I love this country. I sacrificed my life to get here. Never turn out communist country. Come on. The censorship is now. The censorship is YouTube. Now we peaceful. Yes, music. They keep me out. What the hell it is? Come on. Don't let this country turn communist, ladies and gentlemen. If you love this country, stand together, united. Okay? We are the same goal in make America great again. That's what we're here for. That's what we're here for. That's what we're here for, ladies and gentlemen. Okay? We are American. Our enemy is not American. Listen, you understand that? Our enemy is not American. Where you go, provider, I don't care who you're for. American is the same family. Okay? Don't hate each other. Even if you have the opinion, we are still the family. American is last name. American last name, by the way. Don't let people set a trap on you. American fight and hit each other. That's the smart. The smart thing is to unite us. Fight like hell!
Okay, so this is open right now. What happened when the lockdown, there's no more business closed down already at night? And we lay here or not? No one's here to come out. Yeah. We okay? You want me to check in? The municipal code doesn't go. It's okay. They knew that on their knees and they knew that they believed that bullshit. And we're not stupid. We're not stupid. Listen to them, alright? We are the winner. President Trump gonna be elected. Everyone still loves sleeping on our support of communism. Please welcome to Vietnam for 1 month trial. Okay, come on. Free 1 month trial. Let's come back here and tell the same story. Okay, now we move to the next block over there, right by the construction, okay? Let's keep moving. Ok các bạn ơi, thì nó nói là tại vì con neighborhood cầm lên nó ồn quá cho nên nó phải set down cái, nó không phải set down nhưng mà nó kêu cái dặn cái volume nhỏ xuống, bởi vì dặn cái volume nhỏ xuống. Bây giờ ngay trong cái trước tiệm đó, that's fine. Nhưng mà các bạn biết mà, bây giờ mình làm nhỏ nó cũng nói ồn, sao nó cũng nói ồn, thì mình cũng dời ra thôi chứ thật ra là cũng đâu thấy cũng đâu có gì đâu, một ngày vui thôi. Nhưng mà tại cái tiệm này nó cái tiệm này chắc nó chọn nó bầu cho Joe Biden nè. Cái tiệm này nè các bạn, cái tiệm này nè, nó ngay chỗ Huntington Man nha. Ok, this store they work for Joe Biden, that's why they kick us out, that's why they call the police come over and kick out the sidewalk. Yeah, we are out of sidewalk, not in them property, okay? Ok, bây giờ để mình đi qua bên kia mình tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục. Ok. Ok, qua bên kia tiếp tục nha các bạn ơi. Bị dời 3-4 chỗ rồi. 3-4 chỗ rồi các bạn ơi. Tiếp tục. Ok, ba. Ok. Các bạn ơi, see you next video nha các bạn. Next video giờ để coi có rinh phụ gì mình rinh qua, cái bắt đầu mình quay là cho next video luôn nha. Ok, rồi. See you next video. Bye bye.